Trong những năm gần đây, trà Định Hóa đã bước đầu tạo được uy tín bởi chất lượng, độ an toàn sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, để tiếp tục quảng bá, nâng tầm thương hiệu thì vẫn cần nhiều giải pháp. Và một trong những giải pháp quan trọng được xác định đó là xây dựng, hình thành các làng nghề chè truyền thống để giúp bà con từng bước sản xuất theo hướng khoa học, có sự đoàn kết, định hướng để giúp nhau cùng phát triển. Ghi nhận tại làng nghề chè truyền thống Phú Ninh để thấy hiệu quả của giải pháp trên. Gia đình anh Đỗ Văn Tứ ở xã Phú Đình làm chè đã được 3 đời, sống trên đất chè, nguồn thu nhập cũng từ cây chè đem lại với sản lượng khoảng 8 tạ trên một năm. Song để thực sự đem lại hiệu quả, thay đổi chất lượng cuộc sống thì phải từ khi anh cùng một số thành viên lập nên hợp tác xã chè Phú Thịnh nằm trong làng nghề chè truyền thống Phú Ninh. Cũng từ đây, việc trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất chè an toàn mới được các thành viên trong hợp tác xã chú trọng. Như gia đình nhà tôi thì cây chè là cây chủ lực. Ngoài ra là tôi không làm cái gì cả. Tôi chỉ sống bằng cây chè. Thì đến bây giờ thì cũng thấy nó cũng góp phần phát triển kinh tế gia đình tôi. Thì cũng mua sắm rồi cũng sửa sang được nhà cửa. Hiện nay là người chè truyền thống Phú Ninh có 148 hộ làm chè với diện tích trên 47 hectare. Các hộ có thành viên tham gia trong hai hợp tác xã thuộc làng nghề. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc áp dụng kỹ thuật vào trồng chế biến chè theo hướng hữu cơ, an toàn, làng nghề đã hỗ trợ hơn 20 quả tôn inox, một tôn ga cho một số hộ gia đình có sản lượng cao. Liên hệ cho một hợp tác xã đủ điều kiện đăng ký sản xuất chè theo tiêu chuẩn OCOP, tìm kiếm hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Thế từ trước đến nay thì bà con làng nghề này cũng đã xây dựng được cơ sở vật chất của xóm, đường làng ngõ xóm, thì hai nữa này. Nhà thì cũng khang trang, sạch đẹp mà cũng đời sống của bà con thì cũng nâng lên một bước rõ rệt. Cũng chủ yếu là nhìn vào cái cây chè này. Nằm trên địa bàn xóm được thực hiện mô hình làng nông thôn mới Sê Ma Ưng, làng nghề chè truyền thống Phú Ninh cũng đã tham khảo thiết kế xây dựng hệ thống đường bê tông xung quanh các bãi chè với hy vọng sẽ mở ra một hướng đi mới theo hướng phát triển mô hình du lịch cộng đồng trong tương lai gần.